Dân biểu Lý Quý Trung của Việt Nam Cộng hòa viết, sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tướng tình báo Pháp François Van Nuksem đã tới gặp tổng thống Dương Văn Minh đề nghị ông kêu gọi Trung Quốc can thiệp để cứu chính quyền Sài Gòn, nhưng ông đã nói, tôi cảm ơn thiện chí của ông nhưng trong đời tôi đã từng làm tay sai cho Pháp rồi cho Mỹ, đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc.